Ba ngày nay, trên công trường nơi được chọn an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, luôn có hàng trăm, thậm chí đến hàng ngàn công nhân làm việc hối hả. Một người dân địa phương cho chúng tôi biết, các tốp thợ làm không kể ngày đêm suốt từ chiều 21 tháng 9. Ban đêm, khu vực này được thắp điện cao áp sáng trưng để tiếp tục cố gắng hoàn thiện công trình lăng mộ cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mộ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang gấp rút xây dựng trên một khu ruộng quê ông có diện tích hơn 3 hectare bằng cỡ Lăng Minh Mạng. Thiết kế của mộ ông Trần Đại Quang cũng có hào, có kè, uy nghi bề thế. Ngày đầu, ông Đỗ Mười, ông Lê Khả Phiêu cũng về với đất trên những mảnh ruộng nhiều hơn bình quân ruộng đất đầu người quê họ. Đất đai nhỏ hẹp, ruộng đồng manh mún, để làm được khu mộ như vậy phải hợp thửa. Ruộng đất vẫn là sở hữu toàn dân, dân chỉ mới được quyền sử dụng có thời hạn. Trên đất ấy, lăng mộ vẫn được xây như đất đai ấy đã hương hỏa của riêng, có can chi đến thời hạn ngắn dài. Nơi an táng của ông Trần Đại Quang nằm giữa cánh đồng bằng phẳng ở xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, cạnh quốc lộ 10. Hàng trăm máy xúc, máy ủi, máy lu, ô tô tải cũng được huy động chở vật liệu sang ủi nền đất. Giữa khu đất trống, một huyệt mộ cỡ lớn được máy xúc đào sâu. Những người thợ xây dùng gạch đỏ đặc truyền thống lát đáy các vỉa tường quanh huyệt mộ. Một thợ xây nói, chúng tôi được huy động đến đây 3 ngày rồi, ai cũng làm việc chuẩn bị chu đáo. Khu đất được chọn làm mộ có một vị trí rất đắc địa, nằm ngay trên cánh đồng ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Phía trước là ngôi làng gắn với tuổi thơ của Chủ tịch nước. Vị trí này cũng nằm sát quốc lộ 10, tuyến tránh thị trấn Phát Diệm, giao thông khá thuận tiện. Theo một cán bộ xã Quang Thiện, khu vực dự án an táng thi hài cố Chủ tịch Trần Đại Quang trước đây là một cánh đồng lúa của người dân, nhưng đã được hợp thửa, sau đó sang ủi đổ đất đá làm nền và trồng cây xanh từ mấy năm trước. Giáp với khu nghĩa trang này có một dòng sông giang nhỏ, nước trong xanh. Hai bờ sông dài khoảng hơn 500 mét đã được kè đá hộc và làm cây cầu đá kiên cố bắc qua. Các tuyến đường gom bao quanh khu đất đều trải nhựa lát vỉa hè bằng đá xanh. Như vậy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dường như đã tiên đoán cái chết của mình đã cần kề. Theo như bài báo trên VN Express, thì ông đã chuẩn bị khu đất này từ mấy năm trước. Vậy là từ khi ông lên làm Chủ tịch nước, ông đã tính đến rằng mình sẽ phải chết. Nhưng có lẽ ông không ngờ là mình lại chết quá bất ngờ. Có lẽ ông nghĩ rằng đến cuối nhiệm kỳ mình mới chết, nhưng không ngờ ở giữa nhiệm kỳ ông đã đứt bóng từ bi. Vậy nên ông không đủ thời gian để làm lăng mộ cho hoàn thiện, để rồi đến khi chết mới tập trung dồn công sức để làm lăng mộ. Để đảm bảo an toàn và tiến độ, nhà chức trách cộng sản đã cử lực lượng công an, quân đội đến giữ trật tự công trường. Người dân không được đến gần mà chỉ có thể quan sát từ xa. Ông Vũ Hồng Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quang Thiện cho hay, địa phương huy động cán bộ công chức, các tổ chức đoàn thể thanh niên phụ nữ cựu chiến binh, người dân xã Quang Thiện nghỉ việc đồng án, đồng hành dành thời gian dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đường làng và làm công tác vệ sinh môi trường xung quanh khu vực. Sự kiện này làm chúng ta bỗng nhớ tới một thời hồng hào lý tưởng bình đẳng của người cộng sản. Chết cùng đều nhau mấy thước đất, đều nhau từng tấm mộ nghĩa trang. Mai dịch đấy, nghĩa trang của lãnh đạo cấp cao, chết người ta vẫn còn là đồng chí bình đẳng. Ai cũng một ô nấm mộ chữ nhật. Dù cái lý tưởng bình đẳng ấy có lúc làm đau xót nhiều tác động khác. Một người từng có thời gian làm việc phục vụ cho chế độ chia sẻ, nhớ chuyện bốc mộ ông ngoại bị giặc thủ tiêu. Ông được bà con bỏ xác chôn với ba thuộc cấp của ông trong một ngôi mộ chung ven đường. Hòa Bình, tỉnh quy tập hài cốt ông về nghĩa trang tỉnh. Theo quy chuẩn, đội quy tập đem đến mấy cái quách. Dù khi mở huyệt thấy thi thể vẫn còn chưa phân rã.
bà tôi yêu cầu phải dùng hòm để giữ toàn vẹn thi hài người mất. Di huyệt một cái hòm cho liệt sĩ cấp tỉnh ủy không khó, dù mất thời gian một chút. Nhưng thời bao cấp duyệt tiêu chuẩn hòm cho thư ký và cận vệ thì quả là đầu tắt mặt tối. Vậy là cả bốn liệt sĩ phải cùng chơi phơi mình bên vệ đường suốt cả ngày một lần nữa. Bà tôi cũng ngồi nắng chờ, vì với bà, ông và đồng đội của mình đã nằm chung ngôi mộ, cũng chỉ mỗi người một manh chiếu. Mỗi nhà cũng đều mất người thân, có nhà có nào mất lãnh đạo hay lính đâu. Giờ thì ngay trong nghĩa trang, những ô chữ nhật đều đặn cũng cửa mình bóng loáng hay cao lên. Bề thế ra mỗi người một tự do, còn lại thì phải về với đất nhà. Về với đất nhà, con đường thương nước lo dân mà người cộng sản dấn thân giờ có lẽ cũng dắt thẳng vào lăng mộ của họ, như giữ tiếp mộng làm vương làm tướng. Con đường của những người cộng sản rồi cũng dừng lại ở lăng mộ của họ. Có thế thật, nhiều đảng viên cộng sản thời này, từ lãnh đạo cấp cao cho đến cấp tầng cấp thấp, rần rần xây mộ, xây lăng, xây phủ, xây điện để chuẩn bị cho cái kết bất ngờ của họ. Cũng xin được nhắc lại cho quý vị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bị chết một cách bất ngờ vào lúc 10 giờ 5 phút sáng ngày 21 tháng 9, thọ 62 tuổi, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ông quê ở Ninh Bình, là giáo sư tiến sĩ luật học, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 10, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, làm Bộ trưởng Bộ Công an trước khi được bầu làm Chủ tịch nước tháng 4 năm 2016. Ông Quang qua đời đột ngột, theo thông báo chính thức, bởi vì một loại virus bí ẩn lạ mà cả thế giới với y học tân tiến vẫn không thể tìm ra giải pháp để cứu chữa được. Ông đã sang Nhật 6 lần để điều trị, nhưng lực bất tòng tâm. Có người ngay lập tức tung ra bài thơ: Trọng ơi anh ở lại nhà, vườn rau anh tưới, vườn cà anh ăn. Dù quan tuổi vẫn còn xanh, nhưng vì muốn thoát trung nên về chầu. Trần Đại Quang chết là một bài học cho các tướng lĩnh quân đội hay công an. Các anh không thể làm sao thay đổi được đảng cộng sản này. Chỉ duy nhất một cách là làm ngơ, là ngầm ủng hộ nhân dân Việt Nam xuống đường lật đổ cái chính quyền thối nát thân tàu này, rồi chúng ta tự cứu nhau trước khi quá muộn. Bảo đảng không dám viết thật như báo ngoại quốc vậy đâu. Các anh đảng viên giờ đã nhận ra được yêu lầm là đau khổ như thế nào chưa? Đó là có những người nói rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang dường như giai đoạn cuối đời đã có ý hối hận ăn năn, muốn trở về với nhân dân, không muốn gã đất nước này đi theo con đường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc. Thế nhưng những điều đó là không chắc chắn. Chỉ có một điều chắc chắn là ông Quang đã chết, và chết ở một cái tuổi còn rất trẻ, chết trong một tư thế rất nhục nhã, rất bí ẩn. Và người được lợi nhiều nhất có lẽ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người ta đang đồn đoán rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã tiếp tay cho Tập Cận Bình để hạ độc thủ Trần Đại Quang. Và để tìm lý do thì họ lại nói cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là do virus lạ. Thật là trớ trêu, ở cái đất nước này, bất kể cái gì không muốn nói, không muốn giải thích, không dám giải thích, không dám nêu tên ra, thì họ đều dùng từ lạ. Chẳng hạn như tàu lạ, người lạ, rồi giờ đồng chí bị virus cũng là virus lạ. Nhân dân cả nước biết kẻ lạ đó rất là quen. Độc tử thì cứ nói là độc tử để cho người dân còn biết. Nhưng nếu nói ra như vậy, người dân đen lại biết hết thì lại lộ chuyện. Một lý lẽ rất bình thường với những người đã chuẩn bị cả khu đất rộng thanh thang như thế. Nếu chết, ông chắc chắn sẽ chuẩn bị cho mình một lăng mộ, sẽ huy động công dân để hoàn tất công trình này chỉ trong vòng vài ngày. Thế nhưng ông đã bị virus lạ do một đồng chí rất quen tiếp tay hạ độc thủ ngay trong ngày. Trước đó báo chí còn nêu ra rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết thư chúc Tết các cháu thiếu nhi.
Rồi còn tiếp chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thật trớ trêu là khi ông Quang đã gửi lời qua chánh án Chu Cường để thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc, thì ông vẫn không thoát được virus lạ do tình báo Hoa Nam qua những đồng chí rất quen thảy vào người của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, kết thúc một cuộc đời lao dịch cho đảng và nhận cái kết đắng trong đau đớn tủi nhục và bị người dân cả nước cười chê.